Yo, xin kính chào quý vị khán giả đã đến với bản tin Nexport News được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày trên fanpage và kênh YouTube của Nexport. Thưa quý vị, đã 17 trận tính cả chiến thắng tại Carabao Cup vừa qua, tiền vệ Mesut Ozil vẫn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Arsenal. Và trước vấn đề đang được rất nhiều người quan tâm, thì trong buổi phỏng vấn sau chiến thắng 2-0 trước Leicester City, huấn luyện viên Mikel Arteta đã có những chia sẻ thẳng thắn với kênh phóng viên về ý kiến của ông. Dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng pháo thủ vẫn có chiến thắng 2-0 trước đoàn quân của huấn luyện viên Brendan Rodgers. Trong buổi họp báo sau trận đấu gặp Leicester, huấn luyện viên Mikel Arteta đã được các phóng viên đặt câu hỏi về Mesut Ozil. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thẳng thừng khẳng định Arsenal vẫn đang chơi tốt dù không có mặt tiền vệ người Đức. Theo đó, ông chỉ lựa chọn những cầu thủ tốt nhất ra sân để đảm bảo đội bóng sẽ có được chiến thắng. Arsenal đang ngày càng tiến bộ, các bạn cũng có thể hoàn toàn thấy được điều đó. Chúng tôi luôn muốn đội bóng chơi thứ bóng đá tốt nhất, phát triển hơn nữa để cạnh tranh ở tất cả các đấu trường. Với những cầu thủ mà chúng tôi đang có, sẽ rất khó để mọi người có thể cạnh tranh một vị trí trong một đội hình, chứ không chỉ riêng gì Ozil. Mỗi tuần, chúng tôi đều cố gắng lựa chọn những cầu thủ tốt nhất và phù hợp nhất. Tôi chỉ đang làm công việc của mình và luôn cố gắng đưa ra những quyết định công bằng nhất có thể. Sau hai trận mở màn tại Ngoại hạng Anh năm nay thì đã có nhiều hoài nghi về bản hợp đồng đắt giá nhất Chelsea mùa hè này, Kai Havertz. Tiền vệ người Đức không để lại được bất cứ dấu nào trước cả Brighton và Liverpool. Thế nhưng huấn luyện viên Frank Lampard vẫn kiên định xếp cậu học trò mới đá chính đêm qua tại Carabao Cup. Và thực sự thì Havertz đã chứng minh cái giá hơn 70 triệu bảng của anh là hoàn toàn có cơ sở. Trận đấu với Barnsley tại vòng 3 Carabao Cup được giới chuyên môn coi là cơ hội cho tiền đạo tân binh Timo Werner của Chelsea có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Nhưng khác với dự đoán, Frank Lampard không điền tên Werner vào đội hình xuất phát, mà thay vào đó là người đồng hương của anh, Kai Havertz. Rõ ràng, Lampard muốn tạo sự tự tin và khiến tân binh đắt giá nhất của câu lạc bộ có thể hòa nhập nhanh hơn sau hai màn thể hiện mờ nhạt ở Ngoại hạng Anh. Và niềm tin của cựu huyền thoại The Blues đã không đặt nhầm chỗ. Ở một trận đấu mà tâm lý thoải mái hơn và đối thủ cũng nhẹ ký hơn, Havertz đã thực sự bùng nổ. Cú hat-trick của cựu tiền vệ Bayer Leverkusen và lưới Barnsley đã thể hiện đầy đủ những phẩm chất tốt nhất của anh, từ khả năng xâm nhập vòng cấm lợi hại, nhạy bén với bàn thắng và dứt điểm hoàn hảo. Havertz đêm qua tung ra 4 cú sút, cả 4 đều đi trúng khung thành và tạo ra 3 bàn thắng, một hiệu suất đáng nể. Và người ta đã nhìn thấy bóng hình của ông thầy Lampard trong chính tiền vệ người Đức, một tiền vệ ghi bàn cực giỏi và luôn ưa thích đột nhập vào vòng cấm đối phương. Sau cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của cậu học trò, Frank Lampard đã không giấu nổi niềm hân hoan. Tôi rất vui khi chứng kiến Havertz ghi 3 bàn thắng. Hôm nay cậu ấy đã cho thấy những gì tốt nhất của mình. Khả năng chuyền bóng, chạy chỗ, kết hợp với các đồng đội và dứt điểm của cậu ấy đều ở mức hoàn hảo. Điểm 10 cho màn trình diễn của Havertz. Cậu ấy đã có những sự kết nối rất tốt với các đồng đội, đặc biệt là Abraham. Tôi tin rằng Havertz sẽ còn chơi tự tin hơn trong thời gian tới. Rõ ràng là Lampard đã rất vui. Giờ không còn ai nói ông không biết dùng Havertz, giống như cái cách mà Jamie Carragher đã chỉ trích trên sóng Sky Sports sau khi Chelsea thua Liverpool cách đấy ít hôm. Hai nhà vô địch của UEFA Champions League và UEFA Europa League sẽ đối đầu tại trận siêu cúp châu Âu vào rạng sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 9. Với những gì cả hai đã thể hiện trong suốt hành trình chinh phục ngôi vương, có thể nói đây xứng đáng là trận cầu kinh điển của lục địa già vào thời điểm hiện tại. Nhà vô địch nước Đức Bayern Munich vẫn duy trì phong độ hủy diệt kể từ sau vinh quang của mùa giải trước. 31 trận đấu gần nhất, Bayern Munich thắng tới 30 trận và chỉ có một trận hòa. Sau khi giành cú ăn 3 mùa giải trước, nhạc trưởng Thiago đã ra đi. Tuy nhiên, Hùm Xám thậm chí còn trở nên mạnh mẽ và hoàn thiện hơn trong mùa giải này. Kimmich nhanh chóng là người hâm mộ Hùm Xám quên đi tiền vệ người Tây Ban Nha. Trong khi đó, Sané Gnabry đã cho thấy họ mặc vừa vặn chéo số 7 và số 10 của hai huyền thoại Ribery, Robben như thế nào. Bên kia chiến tuyến, đội bóng xứ Andalusia cũng đã có những xáo trộn nhất định trong mùa hè này khi chia tay nhạc trưởng Eva Benega và hậu vệ trái Sergio Reguilón. Thế nhưng, họ cũng đã có được sự phục vụ của Ivan Rakitic khi anh mới trở lại từ Barcelona. Trận siêu cúp vào thứ sáu tới sẽ là lần thứ tư trong 6 mùa giải gần nhất Sevilla góp mặt. Ở 3 lần trước đó, đội bóng xứ Andalusia thua cả 3. Còn với Bayern Munich, họ hướng tới chiến thắng thứ 2 trong 4 lần tham dự siêu cúp châu Âu. Với lực lượng cùng phong độ được coi là lý tưởng ở thời điểm hiện tại, trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Müller và các đồng đội mang về phòng truyền thống của Bayern Munich thêm một danh hiệu nữa.
Tiếp theo bản tin, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với những cụm tin vắn chuyển nhượng đáng chú ý nhé. Thời gian qua, báo giới đã tốn không ít giấy mực về chuyện tương lai của Luis Suarez. Anh từng được cho là sẽ gia nhập Juventus, nhưng các vấn đề liên quan đến hộ chiếu đã khiến thương vụ này đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, chân sút người Uruguay cuối cùng cũng xác định dòng bến đỗ mới cho mình, đó là Atletico Madrid. Truyền thông Tây Ban Nha mới đây đã ghi lại được hình ảnh Suarez lái xe rời sân tập của Barcelona. Điều đáng nói là tiền thủ Uruguay vừa lái xe vừa khóc nức nở, khiến ai cũng cảm thấy chạnh lòng. Suarez sau đó còn vẫy tay chào cổ động viên. Rõ ràng, tiền đạo người Uruguay vẫn còn tình cảm rất nhiều với đội bóng xứ Catalan. Thế nhưng việc không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Ronald Koeman khiến Suarez phải rút áo ra đi. Theo đó, tiền đạo người Uruguay đã đạt thỏa thuận gia nhập đội chủ sân Wanda Petropolitano với giá 6 triệu euro. Dự kiến, anh sẽ tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng với câu lạc bộ mới trong ít ngày tới. Suarez thi đấu cho Barca từ mùa 2014-2015 và đã ghi 198 bàn thắng sau 283 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh đã cùng Barcelona đoạt tất cả các danh hiệu cao quý như La Liga, Champions League, siêu cúp châu Âu hay FIFA Club World Cup. Suarez cũng là tay săn bàn vĩ đại thứ 3 trong lịch sử Barca, chỉ sau Lionel Messi và César. Trang chủ Gunqua thông báo đã hoàn tất việc chiêu mộ hậu vệ phải Nelson Semedo từ Barcelona với bản hợp đồng 3 năm. Mức phí của thương vụ này là 28 triệu bảng, song có thể tăng lên 37 triệu bảng, tùy thuộc vào màn trình diễn hay những đóng góp của tuyển thủ Bồ Đào Nha cho bầy sói. Qua 3 mùa giải, hậu vệ 26 tuổi đã có 124 lần ra sân, đóng góp 2 bàn thắng. Semedo cũng đã cùng Barcelona đoạt 4 danh hiệu, gồm 2 La Liga, 1 cúp nhà vua và 1 siêu cúp Tây Ban Nha. Với một đội hình gồm nhiều cầu thủ người Bồ Đào Nha và có sự xuất hiện của những ngôi sao đáng chú ý như Neves, Moutinho, Patricio hay Fabio Silva, việc Semedo gia nhập World War khiến nhiều người đặt ra câu hỏi thú vị về bầy sói. Liệu đây là quân vua của nước Anh hay là một đội tuyển Bồ Đào Nha thu nhỏ? Chúng ta hãy cùng chuyển sang những phần tin trong nước. Vừa tỏa sáng giúp Hà Nội FC đoạt cúp quốc gia, nhưng Quang Hải bất ngờ phải tập riêng trước thềm V-League quay trở lại. Điều này làm dấy lên những lo ngại về tình hình sức khỏe của ngôi sao số 19. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do nhé. Hà Nội FC đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho V-League sẽ tái khởi tranh vào cuối tuần này. Toàn đội chủ yếu tập nhẹ để lấy lại nhịp độ sau khi vừa chinh chiến tại cúp quốc gia. Thế nhưng bất ngờ, Quang Hải lại phải tập riêng khiến người hâm mộ đội bóng thủ đô lo lắng. Đặc biệt khi cầu thủ quê Đông Anh vừa tỏa sáng rực rỡ giúp Hà Nội FC đoạt cúp quốc gia. Quang Hải đã ghi 4 bàn, kiến tạo 3 lần và mang về một quả phạt đền trong 3 trận đấu tại cúp quốc gia ở giai đoạn vừa qua. Sau thời gian dài tịt ngòi, Hải con đang trở lại thực sự mạnh mẽ. Và nếu anh không thể thi đấu cuối tuần này, đó thực sự là một tổn thất lớn. Tuy nhiên, người hâm mộ thủ đô hoàn toàn có thể yên tâm bởi Quang Hải chỉ đơn giản là được ban huấn luyện cho nghỉ ngơi thêm sau khi trở về từ chuyến thăm bạn gái tại Nha Trang. Trong buổi tập, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng nhiều lần trao đổi riêng với cậu học trò cưng. Những lời khuyên của ông tỏ ra rất hữu ích, khiến Quang Hải hồi sinh phong độ như vừa qua. Sau trận chung kết cúp quốc gia với Viettel, thuyền trưởng của câu lạc bộ Hà Nội tiết lộ ông muốn Hải bỏ ngoài tai những bình luận tiêu cực trên mạng và tập trung vào bóng đá. Câu lạc bộ Hà Nội bay vào Quảng Nam chiều nay để chuẩn bị làm khách trên sân Tam Kỳ vào ngày 26 tháng 9 tới. Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF đã được AFC công nhận là học viện 3 sao AFC. Theo thang điểm chuẩn đánh giá các trung tâm đào tạo và học viện bóng đá do AFC và các liên đoàn thành viên đề ra, 3 sao là mức cao cấp nhất trong việc đánh giá chất lượng của hệ thống đào tạo bóng đá trẻ tại châu Á. PVF là trung tâm đầu tiên của Đông Nam Á được AFC cấp chứng nhận này. Đặc biệt hơn, trung tâm của chúng ta còn ngồi chung mâm với hai học viện danh tiếng của châu Á là Aspire của Qatar và Zeonbuk Hyundai Motors của Hàn Quốc, trở thành 3 trung tâm đào tạo trẻ đẳng cấp nhất châu lục. Ngoài ra, AFC cũng gửi thư chúc mừng tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã được Ban bóng đá trẻ AFC phê duyệt là thành viên chính thức của chương trình phát triển bóng đá trẻ cấp cao AFC. Từ giờ, Việt Nam sẽ được Liên đoàn bóng đá châu Á hỗ trợ trong các công cuộc phát triển bóng đá trẻ. AFC đang liên tục mang tin vui cho nền bóng đá của chúng ta thời gian gần đây. Tín hiệu mừng này là rất quan trọng trong quá trình chuyển mình và đưa Việt Nam gần hơn tới giấc mơ World Cup. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.